Xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chuyên mục sức khỏe. Từ ngàn xưa thì nhân sâm đã được xem là một loại thần dược đứng đầu trong các vị thuốc đông y và có thể chữa được bách bệnh, đúng không Dũng? Và Dũng nghe cái câu mà bách bệnh hay là trường sinh bất lão thì rất là nhiều. Thì hiện nay thì vừa biết là trên thị trường ở Việt Nam chúng ta thì có rất là nhiều cửa hàng bán sâm, hay những cửa hàng Hàn Quốc, và thậm chí là họ đã rao bán trên các phương tiện truyền thông là từ củ sâm cho tới bột sâm. Và đơn giản hơn nữa là chúng ta chỉ cần có những cái ống sâm bằng nước, là chúng ta chỉ cần mua về và chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta uống thôi, rất là tiện lợi. Giờ nó không biết như thế nào và nhiều người cũng không mập mờ là không hiểu là nhân sâm có tác dụng như thế nào, nhưng mà nghe người ta uống thì mình cứ uống. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và để hiểu hơn về nhân sâm cũng như là cách sử dụng và công dụng của sâm như thế nào thì hôm nay chúng tôi có mời đến đây bác sĩ Quỳnh Tấn Vũ, chuyên khoa 2, hiện đang là giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cùng trò chuyện quý vị và các bạn nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Chào chú Dũng. Dạ. Chào hết các chương trình sức sống mới. Dạ. Thưa bác sĩ, thì như Quyền và Dũng đã giới thiệu thì bác sĩ có thể cho biết là nhân sâm nó là như thế nào không ạ? Trong đông y thường là dùng nhân sâm. Nhân sâm tức là cái hình nó giống như là người. Mà trên thị trường có rất là nhiều cái loại mà sâm nó có giống hình người. Nhưng mà cái vấn đề tính chất của nó cũng khác nhau. Ví dụ như là bên thảo dược người ta sẽ dùng là đảng sâm để thay thế nhân sâm tại vì giá nó rẻ hơn, hoặc là sâm bú chín hay là thổ cao ly sâm, là huyền sâm, sa sâm. Nói chung là có nhiều cái họ họ thực vật coi như là về mang tên sâm. Nhưng mà chỉ trong đó có một cái là banat, cái loại chi sâm banat thì coi như là nó giống nhân sâm cả. Ngay cả nhân sâm cũng vậy, nếu mà trường hợp mà cái tính chất của nó cũng thay đổi khi mà điều kiện địa lý, ví dụ nước này với nước khác, vùng này với vùng khác, cũng như là điều kiện trồng trọt là ở tự nhiên, cũng như là ở môi trường mình tự trồng, cũng như mùa cái thu hái trong năm, cũng như cái tuổi sâm. Và cũng như là thông thường người ta sử dụng cái sâm là tốt nhất hiện nay đó là sâm cao ly hay là sâm Triều Tiên. Thì sâm là nếu mà mình sử dụng là cái nhà mà sản xuất người ta sẽ ghi là tên của sâm đó là tên cái sâm đó là sâm gì và hàm lượng như thế nào. Còn hiện nay trên thị trường mà cho nổi là mình cũng không biết đó là sâm gì, người ta chỉ nói từ chung chung sâm thôi, sâm gì và hàm lượng như thế nào, tuổi như thế nào thì khó mà đoán biết được. Thưa bác sĩ, thì nhiều người cũng nghĩ là sâm là một loại thảo dược rất là quý, mua thì rất là mắc và uống giờ thì bổ, nhưng mà thực ra thì để hiểu rõ hơn thì ai cũng mập mờ hết á. Thì theo bác sĩ thì y học thì họ xác định nhân sâm có cái tác dụng như thế nào bác sĩ? Theo những cái công trình nghiên cứu thì người ta thấy tác dụng của nhân sâm như là thứ nhất là nó góp phần vào cái vấn đề mà nó khôi phục cái hoạt động các cái chức năng của cơ thể, là có tác dụng điều trị toàn diện, hoặc là nó có cái tác dụng nó chống cái lão hóa của tế bào. Ví dụ như sâm nó tham gia vô cái quá trình sinh tổng hợp cái protein của tế bào mới, kích thích các cái tế bào miễn dịch trong cơ thể, nó giúp cơ thể chống cái viêm nhiễm, và nó coi như là thông qua đó có tác dụng phòng bệnh. Sâm á, hiện nay coi như là người ta sử dụng như là một vị thuốc để có cái làm cho con người thích nghi được với những cái hoàn cảnh tự nhiên cũng như hoàn cảnh xã hội, là chống lại những cái là biến động của cái xã hội, ví dụ như là về stress, về các yếu tố về bên ngoài, điều hòa của các cái tuyến trong cơ thể, ví dụ như là tuyến thượng thận, tuyến giáp, và nó tham gia vào cái quá trình điều hòa các cái hoạt động trong cơ thể, ví dụ như là điều hòa về huyết áp, về lượng đường ở trong máu. Cho nên ngày xưa người ta đổ sâm vào những người mà hấp hối á, nó làm tăng huyết áp, nó tăng lượng đường để mà giúp cho bệnh nhân hồi tỉnh. Và ngày nay những người mà không ăn uống được thì người ta sử dụng sâm để mà giúp cho người đó tăng cái lượng đường và giúp giảm đi cái triệu chứng đói và những cái triệu chứng say sẩm chóng mặt. Phải công nhận là sâm có nhiều tác dụng, không Dũng? Có rất nhiều người bác sĩ ạ, vì nghĩ là sâm quý, sâm bổ cho nên là sử dụng sâm thường xuyên, nào là rượu sâm, nào trà sâm, nào kẹo sâm, rồi lại còn là các cái món ăn hầm với sâm, thậm chí là cho cả trẻ em ăn sâm, uống sâm nữa. Thì theo bác sĩ thì sử dụng như vậy có tốt cho sức khỏe thật không ạ? Sâm là một cái vị thuốc bổ và quý, nó đứng hàng đầu trong cái đông y, trong cái bốn cái là sâm, nhung, quế phụ. Và sâm nó chính cho là nó là bổ quý, nhưng mà nó là cũng là thuốc, cho nên khi mà sử dụng nó phải tùy theo thể trạng của mỗi người, tùy theo bệnh tật,
chứ không phải ai mà sử dụng cũng được. Sử dụng tùy tiện thì nó sẽ làm cho bệnh nhẹ thành nặng và bệnh nặng trở thành nặng thêm. Và nhiều người ta theo nghiên cứu người ta thấy là nếu mà dùng 200ml rượu sâm mà nồng độ 3% thì sẽ làm cho người ta có cảm giác như là ngộ độc, nó nổi toàn thân ngứa và nó làm chóng mặt, say sẩm, hạ huyết áp hạ, làm thân nhiệt tăng. Hoặc là cái người mà dùng mà 0,3 gram một ngày bột sâm hằng thường xuyên hàng ngày thì sẽ làm cho người đó mất ngủ và có những cái kích động ở trong cơ thể. Cho nên hiện nay người ta khi dùng sâm mà để uống thay nước hàng ngày hay kẹo sâm thì điều này cũng rất là nguy hiểm, nhất là nếu đối với người già mà nếu mà sử dụng sâm trong trường hợp mà người đó có tăng huyết áp hay người đó bị sơ vữa động mạch thì nó có thể làm cho bệnh nhân tăng huyết áp hoặc là tăng cái lượng mỡ cao. Vì những vấn đề trẻ em á, nếu mà dùng sâm á, thì nếu một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh mà không có bệnh tật gì hết mà nếu dùng sâm thì cũng không tốt. Và nếu dùng lâu dài vậy nó sẽ làm kích thích cái sự phát dục của trẻ sớm hơn so với bình thường và nó gây nên những cái rối loạn về tiêu hóa cũng như thần kinh, nó làm cho trẻ nó có những cái lúc mà mất ngủ, trầm cảm hoặc là có những cái cơn kích động. Như vậy mình sẽ thấy là sâm nó có rất là nhiều cái lợi, nhưng bên cạnh đó nó cũng có những cái kiêng kỵ nhất định, cho nên khi dùng sâm phải hết sức là cẩn thận. Thưa bác sĩ vừa nói tới vấn đề kiêng kỵ, và kiêng kỵ như thế nào thì bác sĩ có thể nói rõ thêm chút xíu nhỉ? Thì sâm á, là mình sẽ biết đây là một cái loại, như sâm này loại là bổ khí hay là bổ dương, mà bổ dương là dương hư, cho nên những người mà bệnh nhân bị âm hư thì sẽ không xài được. Âm hư có nghĩa là như trường hợp là âm hư quả phượng hay là âm hư trên nội nhiệt, tức là người gầy ốm, người da khô, người bứt rứt khó chịu, nóng trong người, lòng bàn tay, bàn chân nóng. Và coi như là đi cầu, bị táo và đi tiểu vàng, chất lưỡi đỏ thì sẽ cũng không dùng sâm được. Cũng như một, đây là mình như nãy mình đề cập đó là sâm là bổ khí, bổ hư, cho nên những bệnh nhân bị thịt thì sao không dùng được. Bệnh nhân thịt là bệnh nhân mới mắc bệnh cấp tính, thí dụ như là trường hợp mà bệnh nhân bị cảm phong hàn hay là bị đau bụng tiêu chảy, những cái bệnh viêm dạ dày cấp, viêm tụy cấp, những cái bệnh mà về tăng huyết áp, những cái bệnh mà về tăng cái miễn dịch như là lipid đỏ, hoặc là những thanh niên mà bị di tinh hay là xuất tinh sớm, những người phụ nữ mang thai hay là trẻ em dưới 14 tuổi cũng không nên dùng được. Và chúng ta biết là cái sâm nó làm tăng cái tuần hoàn, tăng hô hấp và tăng cái thần kinh, cho nên nó làm tăng sức lực, tăng hoạt động. Cho nên khi mà dùng sâm á, mình nên dùng buổi sáng và buổi trưa hay là buổi chiều, chứ không dùng buổi tối, tại vì buổi tối dùng như vậy thì không tốt. Và trong đông y có những cái vấn đề, những cái vị thuốc hay là món ăn kiêng kỵ đối với sâm không nên sử dụng chung, mà ở đây tôi chỉ dẫn chứng là có cái củ cải và hải sâm, là hai cái loại này là đông y không được sử dụng chung với sâm, tại vì cái này loại này là đại hạ khí, còn chung khi nhân sâm là đại bộ khí. Nếu hai cái này dùng chung nhau nó sẽ triệt với nhau, nó làm cho ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe. Củ cải và hải sâm phải không ạ? Là kỵ đi sâm. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã có buổi tư vấn để cho khán giả sẽ sống mới có thể hiểu hơn về nhân sâm như là cách sử dụng sâm cho nó đúng cách. Xin cảm ơn bác sĩ. Xin được cảm bác sĩ đã hòa vào chương trình ạ. Cảm ơn.